chào quý vị và các bạn. Để giúp quý vị và các bạn có thêm những thông tin cặn kẽ hơn về xăng E5, một loại xăng sinh học đang được người tiêu dùng rất là quan tâm, và nhất là theo quyết định số 53 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, thì bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, xăng E5 sẽ được sử dụng bắt buộc trên phạm vi toàn quốc. Chúng tôi đã có cuộc hẹn với anh Nguyễn Văn Khánh, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, để nhờ anh giải đáp những băn khoăn của quý vị và các bạn. Vâng thưa anh, chúng ta đã được nghe nói nhiều đến loại xăng sinh học E5 và đã được khuyến cáo là nên sử dụng loại xăng này vì có rất là nhiều lợi ích, nhất là bảo vệ được môi trường. Như vậy thì cụ thể xăng E5 là loại xăng như thế nào và có những lợi ích ra sao khi sử dụng? Xin mời anh sẽ giải thích để quý khán giả của chương trình được rõ. Xăng E5 là cái loại xăng thực ra là pha chế giữa xăng A92 5% với lại ethanol. Và nó có nồng độ là 99,5%. Và ethanol có trong xăng thì được điều chế từ các hợp chất có nguồn gốc từ động thực vật như là chất béo, bột ngũ cốc và các sản phẩm thải trong nông nghiệp. Và các sản phẩm thải trong công nghiệp là do trong cái xăng E5 là nó có trị số octan là cao từ 108 đến 109. Do vậy mà khi mà pha vào xăng thì trị số octan nó sẽ tăng lên. Nó làm tăng cho cái khả năng chống kích nổ của nhiên liệu. Và đồng thời cái hàm lượng oxy ở trong cái xăng E5 nó cũng là cao hơn cái xăng thông thường. Do vậy mà nó sẽ giúp cho quá trình đốt trong của xe được triệt để hơn và cũng tăng được cái công suất và giảm thiểu được tiêu hao nhiên lượng. Và đồng thời thì nó cũng giảm thiểu được phát thải chất độc của cái động cơ là như là oxy carbon, hydrocarbon ra môi trường tới 20% so với lại xăng A92. Do vậy nó rất thân thiện với môi trường. Và bên cạnh đó thì cái giá thành của xăng E5 thì cũng thấp hơn từ 300 đến 500 đồng so với xăng A92. Theo như những gì anh chia sẻ thì rõ ràng sử dụng xăng E5 có rất là nhiều lợi ích. Trong đó thì đặc biệt là chúng ta có thể bảo vệ được môi trường. Nhưng mà có nhiều người lại cho rằng xăng E5 là một cái loại xăng pha cồn, có thể gây mất an toàn cho động cơ của xe và có thể dẫn đến những hỏng hóc bất ngờ cho động cơ của xe. Như vậy thì ý kiến của anh như thế nào về vấn đề này ạ? Xăng E5 RON 92 thì nó thích hợp với lại mọi cái động cơ chạy bằng xăng, kể cả xe máy và xe ô tô, không ảnh hưởng gì và hoặc là không phải thay thế bất kỳ cái thiết bị nào của động cơ. Và có thể là chúng ta sử dụng xăng E5 thay thế cái xăng thông thường bất kỳ thời điểm nào. Và cũng có thể là chúng ta phối trộn vào trong cái bình vẫn còn là xăng thông thường mà không ảnh hưởng đến là thiết bị của động cơ, là cũng như không ảnh hưởng đến hoạt động của xe. Việc mà phối trộn giữa xăng E5 với các loại xăng thông thường khác thì nó sẽ là, thực ra thì theo tôi nói ở trên, nó là xăng E5 là nó phối trộn 5% của ethanol thôi, thì nó không ảnh hưởng gì, chẳng qua là nó làm giảm cái hàm lượng của ethanol xuống mà thôi. Như vậy thì trong quá trình sử dụng xăng E5 thì người tiêu dùng nên lưu ý những vấn đề như thế nào? Đối với xăng E5 thì đối với lại một số cái khuyến cáo đối với người tiêu dùng, đó là đối với các loại xe mà sử dụng động cơ bằng xăng trước năm 93 thì cái axit trong xăng nó sẽ làm hỏng các ron cao su trong nhựa polymer của động cơ. Còn đối với loại xe mà có động cơ mà sau năm chạy xăng sau năm 93 thì nó hoàn toàn không ảnh hưởng gì, do là cái cấu tạo của thiết bị và cái hệ thống nhiên liệu cũng được đã cải tiến. Và bên cạnh đó cũng lưu ý đối với người tiêu dùng là chúng ta nếu mà không sử dụng xăng E5 trong thời gian mà trên 3 tháng thì chúng ta không nên đổ xăng E5 vào trong bình. Và đối với Lâm Đồng là nói riêng, cả nước nói chung, là Lâm Đồng thì có độ ẩm khá cao. Và do vậy mà nước trong không khí là có thể là hấp thụ vào trong xăng, nó sẽ gây ra cái hiện tượng phân lớp. Và do vậy mà nó sẽ làm giảm chất lượng của xăng và ảnh hưởng đến máy móc của động cơ. Tại Lâm Đồng của chúng ta thì người tiêu dùng có thể tìm mua xăng E5 ở những địa chỉ nào ạ? Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thì có 8 cái điểm kinh doanh xăng E5 do 2 cái đơn vị cung cấp. Đó là công ty trách nhiệm hữu hạn xăng dầu Lâm Đồng với 5 điểm tại thành phố Đà Lạt trên đường Nguyễn Tử Lực, tại thành phố Bảo Lộc là trên đường Lê Thị Pha,
tại thành phố tại xã Bảo Lộc An của huyện Bảo Lâm, xã Hòa Ninh của huyện Di Linh và thị trấn Đại Tẻ của huyện Đại Tẻ. Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Tàu chi nhánh tại Lâm Đồng thì có 3 điểm, 3 cửa hàng bán, đó là tại Đà Lạt, đó là trên đường Hùng Vương, và tại Bảo Lộc là trên đường Nguyễn Văn Cừ, và tại thị trấn Madagui của huyện Đại Oai. Và vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Văn Khánh với rất nhiều những thông tin hữu ích mà anh vừa chia sẻ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với những thông tin vừa rồi thì chúng ta đã nhận thấy rằng sử dụng xăng E5 mang lại rất là nhiều lợi ích, nhất là việc tiết kiệm được chi phí và thân thiện với môi trường. Với những lợi ích như vậy thì không có lý do gì để chúng ta không sử dụng xăng E5. Đến đây thì Thanh Hải xin được chào tạm biệt và xin mời quý vị và các bạn cùng trở lại trường quay để tiếp tục theo dõi chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Hiện nay trong danh mục là có 30 bệnh bảo hiểm, bệnh nghề nghiệp được chi trả bảo hiểm và chia thành 5 nhóm: bệnh bụi phổi và phế quản, nhóm thứ hai là các bệnh nhiễm độc về nghề nghiệp, nhóm thứ ba là các bệnh về da nghề nghiệp, nhóm thứ tư là các bệnh do yếu tố vật lý, và nhóm thứ năm là các bệnh do nhiễm khuẩn.